Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Kính thưa Thượng tọa trụ trì, kính thưa chư tăng của Thiền tự Trúc Lâm Viên Giác, kính thưa quý đại chúng đang có mặt trong đạo tràng hôm nay. Trước hết thì xin chân thành cảm ơn Thượng tọa trụ trì rất là thương giới thiệu đôi nét về đằng này, và Thượng tọa đặc biệt là cho phép tôi đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập còn giới hạn của mình với đại chúng. Tại vì ở đây quý vị cũng được sự hướng dẫn về kinh nghiệm thiền tập của Thượng tọa trụ trì. Và Thượng tọa trụ trì thực tập theo truyền thống của Tổ Sư Thiền. Còn tôi thì thực tập theo truyền thống của Như Lai Thiền. Thật ra thì cả hai truyền thống đều có chung một cái nền tảng. Cách triển khai thì nó hơi khác chút xíu, nhưng mà nền tảng hoặc là cái đích đến thì nó cũng giống như nhau. Và cái sự nâng đỡ này tạo ra một cái cơ duyên rất là đặc biệt để quý vị đã từng thực tập với truyền thống của Tổ Sư Thiền rồi, hôm nay quý vị nghe thêm một số cái kinh nghiệm về sự thực tập của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Và đặc biệt là quý vị có thể sử dụng một vài cái kỹ thuật hành thiền để mình đưa thiền vào trong đời sống, để mình làm cho đời sống của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, có nhiều bình an và hạnh phúc hơn. Quý vị thấy là khi mình ngồi thiền có 15 phút ấy, thì tâm mình nó phóng đi bao nhiêu lần? Có thể là đối với những người hành thiền lâu thì khi ngồi xuống là tâm nó có thể an định được, nhưng mà tâm mình nó cũng lén lén nó trốn đi đôi ba lần, rồi mình bắt cái tâm nó quay trở về, đặt nó vào một đối tượng, một đề mục. Còn đối với những vị mà không hành thiền thường xuyên ấy, những vị mới bắt đầu hành thiền thì rất là chật vật để giữ cái tâm mình trên một đề mục hay là trên một đối tượng. Điều đó cho thấy rằng là tâm chúng ta nó hoạt động dữ dội, nó thích lang thang, nó thích du hí, nó thích chạy đời đầu này đầu nọ, nó thích suy nghĩ quá khứ, nó thích tưởng tới tương lai, chứ nó ít khi nào chịu ở yên trong hiện tại lắm. Và vì nó nhớ quá khứ cho nên nó sốc nổi tâm thức của mình lên, nó làm cho mình buồn giận đớn đau khi nhớ tới những cái kỷ niệm không đẹp với những câu chuyện không dễ thương, hoặc là nó làm cho mình tiếc nuối luyến tiếc với những kỷ niệm đẹp với những hình ảnh dễ thương. Nói chung là cả hai trạng thái đó đều là bất an cả. Khó có khi nào mà mình để cái tâm mình nghĩ về quá khứ mà tâm mình đạt được trạng thái bình an hết quý vị, mà sự thật là không có. Chính Đức Phật cũng xác nhận điều đó. Và nếu không thì mình sẽ nghĩ tới chuyện chưa xảy ra, mình sẽ tưởng tượng những điều sắp xảy ra, mà phần lớn là chúng ta tưởng tượng những gì quý vị? Những điều tồi tệ sắp xảy ra. Chúng ta dự đoán, chúng ta tiên liệu, chúng ta ngờ vực, chúng ta hy vọng, chúng ta chờ đợi. Quý vị có giây phút nào mà ở yên trong hiện tại không? Hiện tại có gì hấp dẫn đâu mà ở yên? Sắp xảy ra mới hấp dẫn. Tuần sau, tháng sau, năm sau có nhiều kế hoạch, có nhiều dự án thì nó mới hấp dẫn. Còn giây phút hiện tại này có gì đâu mà hấp dẫn? Đức Phật nói là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quán chiếu phút giây này, tuệ giác chính là đây. Đức Phật nói con đường mà đạt tới tuệ giác ấy, tuệ giác là
Ít nhất mình có thể hiểu tệ giác là một sự sáng suốt, một khả năng không bị những cái phiền não nó che lấp. Tâm mình nó sáng trưng, nó trong veo, nó nhìn mọi thứ một cách thuần khiết, nó thấy được giá trị thật của mọi đối tượng. Mình ước mình có được cái tâm như vậy đó. Tại vì Đức Phật nói khi mình có được cái tâm đó đó, thì mình nhìn thế giới này là mầu nhiệm, thế giới này là niết bàn, thế giới này là tuyệt vời. Khi tâm an thì nhìn cái gì cũng an hết. Và ngược lại, khi tâm bất an thì nhìn thấy cái gì nó cũng bất ổn hết. Tại vì Đức Phật đã từng xác định rằng là vạn pháp duy tâm tạo. Tất cả những gì mà chúng ta thấy, chúng ta đón nhận, chúng ta hiểu được, nó tùy thuộc vào tâm thức của chúng ta. Ở mỗi thời điểm, tâm thức chúng ta đều khác biệt. Có những giây phút tâm rất là bình an thì chúng ta thấy cuộc sống này rất là đáng sống, và những người xung quanh rất là đáng thương, đáng cần được nâng niu và giúp đỡ. Nhưng mà ở giây phút khác, tâm chúng ta rối bời, căng thẳng, lo lắng và sợ hãi, thì chúng ta nhìn cuộc đời này bằng một lăng kính khác. Chúng ta cảm thấy sợ sệt, chúng ta cảm thấy buồn chán, chúng ta muốn tránh né, chúng ta muốn cắt đứt liên hệ với người đó, chúng ta muốn trừng phạt, muốn làm khổ người đó. Tất cả tùy thuộc vào tâm hết. Có thể nói toàn bộ nền giáo lý của Đạo Phật, những gì mà Đức Phật chia sẻ cho chúng ta trong suốt 45 năm là điều muốn cho chúng ta hiểu ra một điều cốt lõi, đó là tất cả đều tùy thuộc vào tâm. Mà ông bà ngày xưa hay nói là tu gì thì cũng phải tu tâm hết. Tu cái gì mà nó ngoài tâm thì có thể là lệch lạc. Mình tu sao mà tâm mình mỗi ngày mình kết nối được, mình hiểu được, mình thấy nó được, mình thấy từng cái diễn biến tâm lý, mình thấy được cơn giận, mình thấy được nỗi hờn ghen, mình thấy được sự sợ hãi, mình thấy nỗi căng thẳng, mình thấy những nỗi lo nó hiện ra. Và mình tham dự vào đó để mình quan sát nó, để mình không đồng nhất với nó, để mình lùi lại một bước, để mình nhìn thấy cái tiến trình nó diễn ra, rồi nhìn nó hình thành, rồi nó diệt đi, nó đến rồi nó đi, mà nó không làm phiền được mình. Và rồi mình sẽ vượt qua được những giới hạn của mình. Những khổ đau là ở bên trong, đó là điều khẳng định của Đức Phật. Đức Phật nói cuộc đời này nó có khổ thật, nhưng mà nguyên nhân không phải là do người khác gây ra, không phải do ai hết, không phải do hoàn cảnh nào hết. Nếu quý vị còn nghĩ rằng là tại người đó mới làm cho tôi khổ, tại hoàn cảnh đó mới đưa tôi tới cái bi kịch này đó, là quý vị chưa hiểu được bản chất của cuộc sống và chưa tìm ra được lối thoát. Quý vị hãy chiêm nghiệm để thấy rằng là những điều kiện bên ngoài, những điều bất như ý, những điều trái nghịch, tuy nó có đóng góp vào những nỗi khổ niềm đau hay là vết thương trong lòng của mình, nhưng mà nếu mình là một cái người đang rất là an nhiên tự tại, quý vị, thí dụ quý vị đang ngồi ở đây nè, nhìn thấy ai cũng tươi rói, ai cũng dễ thương, ai cũng đang rất là thánh thiện, thì nếu mà có một người tới đây chọc phá mình, chắc là mình sẽ không nổi giận, hoặc là rất ít nổi giận, phải không? Không phải tại vì mình nể có sư có quý thầy ở đây, mà là vì tâm mình nó đang ổn. Khi nó đang ổn thì nó hiểu khác, nó hiểu người này sao thấy thương quá vậy, người này sao thiếu hiểu biết quá vậy, người này sao bị vô minh quá vậy, người này cần được giúp đỡ. Còn nếu quý vị không có ngồi yên như vậy, quý vị đang không sở hữu một cái tâm bình yên á, quý vị sẽ hiểu cái sự khuấy nhiễu của người kia một cách khác. Vì nói kẻ này là cái kẻ ngu muội, kẻ này đáng bị trừng phạt, kẻ này là kẻ xấu xa, kẻ này là mình phải tránh né đi, kẻ này kẻ loại trừ càng sớm càng tốt. Tất cả những phản ứng đó cũng ở trong tâm. Dễ thương cũng ở trong tâm, mà thấy không dễ thương cũng ở trong tâm.
Có khi mình nhìn người đó mình thấy thương hơn thì cũng là tâm, mà có khi mình thấy người đó khó thương, thương không vô nữa, cũng là tâm, chứ không phải là tại người đó. Nhưng mà chúng ta lại thường đổi thừa là tại người đó. Ít khi nào mình đổi thừa tại tâm. Và nếu có thì tại vì chẳng qua là nghe quý thầy nói rồi mình cũng ráng suy nghĩ như vậy, chứ mình chưa cảm thụ một cách trực tiếp cái sự điều khiển tâm của mình là như thế nào. Và rất lâu rồi mình chưa có trở về tâm chơi. Mình đi lang thang ở đâu đó, mình nương tựa ở đâu đó, mình chui vào trái tim người khác để thăm dò người đó nghĩ gì về mình, có thương mình nhiều không, có chung thủy không, có bội phản không, có đánh giá thấp mình không, mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gọi là ở trọ. Tim em ở trọ là tôi. Em có thể là một đối tượng gì đó bên ngoài, bất kỳ đối tượng nào cũng được, là mình cứ lang thang đi thăm dò người khác. Tại vì mình đứng trên một cái niềm tin rằng khi nào các đối tượng đó ổn thì mình sẽ ổn. Khi nào mình dàn xếp hết mọi khó khăn, mọi trở ngại thì mình mới có hạnh phúc được. Cho nên mình ra sức thay đổi người khác, mình ra sức dàn xếp mọi vấn đề cho nó ổn thỏa để cho mình được yên. Nhưng mà Đức Phật nói không bao giờ làm nổi. Chúng ta chỉ có thể dàn xếp trong nhất thời, chúng ta có thể làm cho một người thay đổi được một chút, nhưng mà chúng ta không thể làm cho tất cả mọi người, mọi đối tượng khó khăn, mọi hoàn cảnh khó khăn thay đổi được. Không thể được. Cho nên cách tốt nhất á, Đức Phật nói chúng ta hãy thay đổi cái bên trong đi, thay đổi tâm của mình đi. Từ một cái tâm bất an á, làm cho nó an lại. Từ một cái tâm nó lộn xộn, nó lăng xăng á, làm cho nó tỉnh tại lại. Từ một cái tâm đang rất nhiều phiền muộn, làm cho nó hết phiền muộn lại. Làm được không? Được. Rất nhiều người làm được. Không phải chỉ có những vị xuất gia tu hành mới làm được, mà rất nhiều vị thiền sinh cư sĩ, rất nhiều vị quyết tâm tu tập là có thể làm được. Quý vị đừng có đổi người ấy. Có ai có ý muốn đổi người ấy không? Sao đổi được? Sống mấy chục năm rồi sao đổi được? Con mình sao đổi được? Khi mình giận thì mình muốn đổi vậy thôi. Mình muốn nghỉ chơi, mình muốn không gặp mặt nữa thôi. Chứ khi mà mình tỉnh ra, khi mình năng lượng tràn đầy thì mình thương không hết nữa là. Cho nên mỗi khi mà mình giận, mình muốn ruồng bỏ người đó, mình muốn cắt đứt liên hệ với người đó, mình muốn không nhìn mặt người đó, quý vị biết là phiền não nó đang giật dây. Cái đó không phải là con người thật của mình. Cái đó không phải là toàn bộ con người dễ thương của mình. Tại vì mình nhớ rất rõ là mình đã từng có những trạng thái tâm lý rất là ổn. Mình nhớ rất là rõ là mình đã từng muốn nâng đỡ cuộc đời người đó cho tới cùng, dù người đó có hành xử, có đối xử với mình như thế nào. Cái đó cũng là con người của mình vậy. Vậy bây giờ nó đâu rồi? Nằm sâu ở bên trong. Còn trên bề mặt á, tâm hồn của chúng ta là một con người hơi ngợm ngợm. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là sống có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm. Cuộc sống không có bao lâu hết, nhưng mà có lúc thì mình là người, có lúc mình là ngợm. Mà ngợm chắc là nhiều hơn người. Ngợm là kinh dị, là xấu xí, là ghê rợn, là ma quái đấy. Trong người mình có chất liệu của thánh mà cũng có chất liệu của ma quái. Nhưng mà không biết mình làm ăn sao mà chất thánh đi đâu mất tiêu. Mà người thương của mình lâu rồi không được nhìn thấy con người ngọt ngào, dễ thương và đầy bao dung của mình. Cái đó là do cái phẩm chất đời sống của mình nó đi xuống. Là do mình thiếu tu luyện. Là do mình thả rong cái tâm của mình, chạy theo những ham muốn, những đòi hỏi, chớ mình chưa biết dừng lại để giữ được cái phong độ, giữ được con người thiệt thà, hồn nhiên, chân thật, trong trẻo. Sống có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm. Sống chết mong manh như thân cỏ hèn, mọc đầy núi non.
Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi. Đó là bốn câu hát đầu tiên của bài hát Giọt Lệ Thiên Thu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cuộc đời đó đôi khi cho ta tiếng nói rất là vui tươi, người ấy đó có khi rất là dễ thương, nhưng mà cuộc đời người ấy đôi khi cũng mang lại lắm điều phiền muộn, đôi khi đem lại những cái câu nói khiến ta phải ngậm ngùi. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta xách giỏ để chạy ra khỏi cuộc đời này ư? Chạy đi đâu? Đức Phật nói chạy đi đâu thì phiền não nó cũng đuổi kịp. Đố quý vị, chạy thoát khỏi tâm của quý vị. Phiền não nó ở trong, tham sân si là ở trong. Cho nên quý vị đừng có bài mưu tính kế, xách giỏ chạy đi đâu hết. Ở lại đi, đối mặt và vượt qua. Đó là cụm từ Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Ít đế, ít đế, bà la ít đế, bà la tăng ít đế, bồ đề tát bà. Có nghĩa là gì? Hãy qua bờ bên kia đi quý vị, đừng có ở bờ bên này nữa. Mà bờ bên này là bờ của khổ đau, của phiền muộn. Bờ bên kia là bờ của giải thoát, của thương yêu. Và bờ bên kia ở đâu? Bờ bên này ở đâu? Bờ bên này, bờ bên kia đều ở trong tâm này. Quý vị có thể ở bờ bên này nếu quý vị muốn. Quý vị có thể bước qua bờ bên kia, quý vị có thể làm được. Tất nhiên là phải có phương tiện để chuyên chở. Bờ này bờ kia coi vậy chứ nhiều khi nó cũng xa lắm. Từ đang giận mà hết giận nó xa lắm đó. Đôi khi mấy ngày, đôi khi mấy tuần lễ, thậm chí là nhiều hơn nữa. Cho nên mình cần có công cụ, cần có con thuyền để chở mình đi từ bờ này qua bờ bên kia. Mình đừng có nói giọng ngang tàng là tôi không cần tu luyện gì hết, tôi ổn, giận chút hết giận có gì đâu, tôi làm chủ bản thân tôi rất tốt. Không có đâu, thành thật đi, khổ gần chết. Cho nên là phải tu luyện thôi. Và mình thấy những người đi trước đã làm được thì mình cũng phải làm được. Đã có những người thoát được khổ đau, đã có những người đến được bến bờ hạnh phúc và ở yên trên bến bờ hạnh phúc. Tại vì thật ra quý vị cũng có những trạng thái vượt qua bờ bên kia đáo bị ngạn phải không? Nhưng mà tiếc cái nhảy qua bển xong rồi nhảy trở lại. Sao kỳ vậy? Xong ở yên bển luôn cho rồi. Tại vì tu chưa tới, nội lực chưa nhiều, chưa hành trì miên mật. Quý vị biết là muốn đạt tới bờ bên kia đó trả một cái giá rất đắt, không dễ dàng có được, không thể nào cầu nguyện mà có được, không thể nào bỏ tiền bạc ra mà có được. Bây giờ tất cả các khóa thiền á, ở Miến Điện, ở Bích Lan, ở Thái, ở Việt Nam á, mọc lên rất là nhiều. Bây giờ doanh nhân, giới trẻ, người trí thức bắt đầu ý thức được muốn có bình an, chui vào trong đó 10 ngày im lặng, mỗi ngày hành thiền 10 tiếng đồng hồ để giữ được sự quân bình, để vượt thoát phiền não, hoặc là để chữa lành được vết thương tâm hồn của mình. Và họ biết rằng là lao vào các cuộc vui không giải quyết được, đôi co để mà giành phần thắng với người kia không giải quyết được, dù mình có nghỉ chơi được người kia, triệt hạ được người kia cũng không giải quyết được. Chỉ có con đường quay trở về và vượt qua những giới hạn của mình là giải quyết được mọi vấn đề. Không biết đề tài pháp thoại ngày hôm nay là gì, lại dành nói lòng vòng quá. Rồi nhớ rồi. Thì thật ra là mình nói quay về tâm thì đề tài pháp thoại nào nó cũng đúng hết. Đề tài của chúng ta là tập bớt phản ứng trước những điều trái nghịch. Thì nãy giờ chúng ta nói những điều trái nghịch, và chúng ta đã và đang cố gắng để mà loại trừ, để mà triệt tiêu, để mà đẩy ra xa những cái kẻ khó ưa, khó thương, dù đó là người thân yêu của mình. Dù mình không muốn làm điều đó nhưng mà chịu không nổi, họ khó chịu quá, cái năng lượng họ nặng nề quá, cho nên là đẩy phước đi cho rồi.
Nhưng mà trong khi mình đẩy họ thì mình cũng đau. Đẩy được rồi thì mình cũng đau. Tại vì cái gốc rễ là mình thương yêu họ mà. Mình đâu có muốn bỏ họ đâu. Nhưng vì đau quá, khổ quá, không biết làm sao cho nên mới phản ứng như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta may mắn, những người đang có mặt ở đây hay là những người đang có mặt ở nơi nào đó mà dừng lại trước, được ai đó nhắc nhở, cảnh tỉnh, nghe một bài pháp, nghe một câu kinh, đọc một quyển sách, hay là tiếp xúc với một vị hành giả nào đó, trong một cái duyên may đó quý vị dừng lại được, ngồi xuống được, tĩnh tọa được, đưa tâm trở về với thân được, làm cho mình tỉnh ra, lùi lại một bước để quan sát tâm hồn của mình, quan sát những phản ứng của mình, thì mình mới nhận ra rằng cái nguyên nhân gốc rễ của mọi khổ đau không có ở bên ngoài. Bên ngoài chỉ đóng vai trò tác nhân, bên ngoài chỉ đóng vai trò phụ, kẻ thù chính, tên giặc chính là nằm ở bên trong, là phiền não, là tham sân si. Đức Phật nói chúng ta có hai nhóm phản ứng nổi bật. Một là lao vào nắm bắt, thân thiện, kết nối, yêu thương, vướng mắc những đối tượng mà mình ưa thích, những điều thuận lợi. Có ai thấy thuận lợi mà né không? Có ai thấy người dễ thương mà không tới gần không? Trừ trường hợp là ganh tị thôi. Và nhóm phản ứng thứ hai đó là tránh né tối đa hết mức có thể những điều không như ý, những điều trái nghịch. Một câu nói dễ thương mình muốn nghe tiếp tục, nghe nữa, nghe mãi. Một câu nói không dễ thương thì mình muốn chấm dứt ngay lập tức. Và hành động cũng vậy, hành động dễ thương thì mình muốn hành động nó lặp đi lặp lại nhiều lần vì nó đem lại cái cảm giác dễ chịu cho mình. Còn hành động không dễ thương thì mình muốn chấm dứt ngay lập tức. Chết khi nào mình nhìn sâu vào trong tâm thức người kia để hiểu, để cảm thông tại sao họ lại làm như vậy, tại sao họ lại nói như vậy, chống trước đi tính gì tính, phản ứng đi, phản ứng trước đi tính gì tính. Thì cái phản ứng này nó thuộc về nhóm của tâm sân. Còn cái nhóm đầu tiên là nhóm của tâm tham. Chúng ta luôn sống trong tham và sân. Xin lỗi quý vị là mới trở lại Việt Nam, chưa hội nhập kịp và thời tiết nhõng nhẽo chút xíu vì cảm, nhưng mà không hề phản ứng với cái cảm thì mình hiểu tại sao cảm là do thời tiết thay đổi và sức khỏe mình lại không tốt. Chứ nếu sức khỏe tốt thì có lẽ đã không bị cảm. Và cảm là một tiến trình tự nhiên, đôi khi cũng cần cảm để mình bớt làm việc lại, nó báo động cho mình biết để mình quay về chăm sóc cơ thể mình thêm một chút, nghỉ ngơi một chút, lấy đủ năng lượng trở lại. Và đó là một cơ hội quý giá để mình tu tập thêm hay là rèn luyện thể lực thêm, cho nên là hoan hỷ đón nhận cái cảm. Cũng là một cái cảm nhưng mà chúng ta có nhiều thái độ khác nhau. Cũng là một điều bất như ý nhưng mà chúng ta có nhiều thái độ khác nhau. Phần lớn là chúng ta chống lại, chúng ta phản kháng, chúng ta đáp trả, chúng ta muốn loại trừ những cái điều bất như ý xảy ra trong đời sống. Và cái nhóm đó chúng ta gọi là nhóm tâm sân. Quý vị đừng có nghĩ rằng khi mình nổi cơn thịnh nộ, đập bàn, đập ghế, la hét, hai con mắt lông sòng sọc, mắng chửi người khác thì mới gọi là sân nha. Ở trong thiền tập, quý vị chú ý cho dùm là tâm sân nó rất là tinh tế. Một cái nhìn cũng có thể thể hiện được tâm sân. Một cái tránh né, một cái cười khẩy. Thí dụ quý vị bước vào chùa mà gặp cái vị đó bị né hoàng bên đi chỗ lối khác, cái đó là gì? Là không thích, không muốn nhìn thấy mặt, thì nó thuộc nhóm tâm gì? Tâm sân. Buổi sáng mà dọn thức ăn lên mà thiếu chuối cũng hơi bực bực trong lòng,
Làm gì ngán qua đi chợ mua cái gì mà lại không mua chuối cho tôi? Thì đó là tâm sân. Mà dù không nói ra thấy nó buồn buồn, thấy thiếu ly cà phê sữa, thì người này thiếu quan tâm mình cũng là tâm sân, tức là không hài lòng, phản ứng lại. Nhưng mà vì mình là một con người, mình chưa phải là bậc thánh, cho nên chắc chắn là mình phải sống chung với tâm tham và tâm sân, thì chắc chắn là mình sẽ vẫn còn khổ đau. Nói một cách khác, nếu muốn vượt thoát khổ đau thì phải thoát khỏi tâm tham và tâm sân. Mà muốn thoát khỏi, trước tiên là phải nhận diện cho được: tôi thấy tâm sân tôi đang hoạt động, tôi thấy tôi đang bị giật dây bởi tâm sân, tôi thấy có một cái làn sóng nó gợn trong lòng, một phản ứng, một sự ghét bỏ, một thái độ muốn loại trừ, một sự bực bội, một sự càm ràm, than phiền, trách móc, buồn tội, giận hờn. Tất cả những cái đó đều là dòng họ dây mơ rễ má của tâm sân. Mình hành thiền, mình tu luyện, quay vào bên trong mà không thấy được những cái dây mơ rễ má đó thì mình tu hoài mình không tiến, quý vị. Tại vì nhiều khi mình nuôi phiền não hồi nào mình không hay nữa. Thí dụ khi quý vị ngồi thiền, bỗng dưng có một cái vọng tưởng nó đi tới, quý vị không hài lòng. Tại sao mình ngồi thiền mà nó cứ đi tới? Chúng ta không chấp nhận, chúng ta muốn dẹp bỏ cái vọng tưởng đó đi. Nhưng mà dẹp hoài thì nó vẫn cứ tới. Và khi dẹp xong rồi thì lại có một cái cảm xúc hơi buồn chán khi mình nhớ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Rồi mình lại giận mình là tại sao mình ngồi thiền mà mình nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Chẳng phải là mình đã hạ quyết tâm hôm nay là phải định tâm tuyệt đối sao? Và mình không chấp nhận cái trạng thái đó, thì cái đó gọi là thái độ sai trong khi hành thiền. Mà đó chính là biểu lộ của tâm sân, không chấp nhận, muốn loại trừ một trạng thái tâm thức nào đó của chính mình. Bí quyết của thiền tập là gì? Là hoan hỷ chấp nhận mọi kinh nghiệm đi ngang qua mình. Cái gì cũng chấp nhận hết. Nhưng mà hồi trước đây đó là mình đồng nhất với nó, bị nó điều khiển, bị nó xúi dục, thúc đẩy ra lời nói và hành động. Còn bây giờ đó, mình lùi lại một bước, mình quan sát tiến trình đó. Mình thấy cơn giận bắt đầu xuất hiện, mình lùi lại quan sát cơn giận. Nhìn thấy sự thúc đẩy ra lời nói và hành động của cơn giận, không làm theo, vẫn đứng yên đó quan sát. Cái tiến trình đó gọi là tiến trình hành thiền, chứ không phải hành thiền chỉ là định tâm trên hơi thở. Định tâm trên hơi thở, định tâm trên một đề mục không suy tưởng là một phần rất là nhỏ của hành thiền. Cái trái tim của thiền tập á, đó là sự tỉnh giác, sự chánh niệm để nhận biết cái gì nó đang xảy ra ở bên ngoài chúng ta trong giờ phút của hiện tại, và cái gì nó đang xảy ra ở bên trong con người của chúng ta trong giờ phút hiện tại. Mà trong con người chúng ta, cái nơi mà quan trọng nhất, cái nơi nó quyết định nên khổ đau và hạnh phúc, đó chính là tâm của chúng ta. Cho nên hành thiền là phải thấy được tâm, thấy được vọng tưởng, thấy được mọi hiện tượng xảy ra. Chỉ có điều là chúng ta phải học cho được một cái thái độ, gọi là thái độ đúng đắn trong khi hành thiền, đó là gì? Hoan hỷ chấp nhận, không chống đối, không loại trừ, không đàn áp, không tránh né, không than phiền, không trách móc, không buộc tội. Khó không? Khó quá. Tại vì đó là thói quen của mình mà. Cho nên hành thiền nó có thêm một cái hay nữa là kể cả khi mình đang trách giận bản thân mình đang đàn áp phiền não của mình, cũng không sao. Khi mình nhận diện ra được là giỏi rồi, là hay rồi. Tôi biết tôi đang trừng phạt bản thân tôi, tôi biết tôi đang trách giận bản thân tôi biết tôi đang đàn áp phiền não. Và khi tôi biết như vậy, tôi quan sát cái thái độ đó liên tục và liên tục, thì cái thái độ sai lầm ấy nhả ra, tan biến đi, để trả lại một thái độ trong sáng, thuần khiết trong việc hành thiền của mình, đó là chấp nhận mọi kinh nghiệm đi ngang qua. Quý vị hành thiền như vậy đó, trong một thời gian dài, liên tục,
vài tuần, vài tháng, quý vị sẽ hình thành được một thói quen rất là đặc biệt, đó là dễ dàng hoan hỷ chấp nhận mọi điều trái nghịch xảy ra trong đời sống. Nói một cách khác, quý vị muốn dễ dàng chấp nhận những điều trái nghịch xảy ra trong đời sống đó, thì Đức Phật đề nghị chúng ta hãy nên học cách chấp nhận những điều trái nghịch xảy ra trong chính mình trước. Hãy chấp nhận phiền não của mình, chấp nhận những yếu kém của mình, chấp nhận những giới hạn của mình. Thí dụ ngày hôm nay bỗng dưng mình nổi giận với một người đồng nghiệp, hôm nay mình có nghi ngờ người bạn đời của mình, hôm nay mình có thấy trong tâm mình có một cái bóng tối nhỏ nhoi, ích kỷ, không thành vấn đề. Tại vì mình còn phiền não thì vấn đề là nó có xuất hiện hay không thôi. Vấn đề khi nó tiếp xúc với cảnh phù hợp là nó xuất hiện. Vấn đề là vì mình thiếu tỉnh giác, thiếu chánh niệm cho nên đã để nó xuất hiện. Nhưng mà mình đã nắm vững cái nguyên tắc hành thiền là gì? Hãy ghi nhận điều ấy, hoan hỷ chấp nhận là mình đã trải qua một kinh nghiệm xấu như vậy, một kinh nghiệm tồi tệ như vậy, và đừng bỏ thêm bất cứ một cái thái độ than phiền nào hết. Và từ đó quý vị bắt đầu yêu thương bản thân mình, yêu thương những phiền não của mình, không chống phiền não nữa, không loại trừ nữa, không khinh thường bản thân nữa, không xem nhẹ con người mình nữa. Quý vị sở dĩ mất niềm tin vào bản thân á, là tại vì quý vị đồng nhất mình với những yếu kém, với những vụn về, với những phiền não. Còn bây giờ mình thoát ra khỏi nó, mình đứng với một bên mình nhìn nó, tại vì mình biết rằng ngoài những yếu kém này, ngoài những vụn về này, ngoài những phiền não này, mình còn là bình yên nè, thảnh thơi nè, an nhàn nè, thông dong tự tại nè, từ bi nè, trí tuệ nè, một tổng thể rất là lớn. Nói như thiền sư Trần Nhân Tông là chúng ta có rất nhiều tài sản quý giá bên trong. Đức Phật cũng nói, cũng dùng hình ảnh, chúng ta có rất nhiều gia tài. Thành ra những yếu kém, những vụn về kia chẳng là gì cả. Cho nên mình cứ yên tâm hành thiền. Và khi quý vị chấp nhận những cái thiếu sót trong khi mình hành thiền, trong quá trình tu luyện, quý vị sẽ dễ dàng chấp nhận những thiếu sót, những vụn về, những yếu kém lầm lỡ của người khác. Tức là Đức Phật chúng ta muốn đi từ trong ra ngoài, thay vì hồi trước giờ chúng ta đi từ ngoài vào trong. Nói như cụ Nguyễn Du đó là sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Ở trong lòng mà nó yên ổn rồi đó thì bên ngoài nó sẽ yên ổn theo. Dù bên ngoài nó còn nhiều biến động, nhưng mà tâm mình nó không còn lao sao, nó không còn bị dao động, không còn bị quật ngã, không còn bị điều khiển nữa. Và với một cái tâm bình yên như vậy thì mình đủ sức để cảm hóa đối phương, thay đổi được tình trạng. Mà dù mình chưa cảm hóa được đối phương, chưa thay đổi được tình trạng, mà mình vẫn an nhiên tự tại được, là tại vì sao? Tại vì mình không có quan trọng quá vấn đề, không quan trọng quá những khó khăn đang xảy ra. Chúng ta sở dĩ đau khổ là tại vì chúng ta đánh giá quá cao những cái khó khăn đang xảy ra, và chúng ta có một niềm tin sai lạc rằng tất cả những thứ đó nó có thể thao túng cuộc đời chúng ta, nó có thể quật ngã chúng ta, nó có thể làm cho chúng ta thở không nổi và có thể chết. Đức Phật nói không, những điều bất như ý trong cuộc đời này không bao giờ giết chúng ta chết được. Cái thứ giết chúng ta chết đó là ai? Là chính chúng ta. Sự sợ hãi, sự tưởng tượng, sự hoảng loạn. Có một tưởng tượng ra tới 10, có một tưởng tượng ra tới 100, tới 1000. Mà tất cả những thứ đó Đức Phật gọi là vô minh, sản phẩm của vô minh. Người đó nổi điên, nổi khùng như vậy đó, người đó có một vài cái thói hư tật xấu như vậy đó, người đó đã gây ra những lầm lỡ như vậy đó. Nếu một người có trí thì biết rằng đây chỉ là hiện tượng nhất thời. Vì mình có tu luyện cho nên mình biết rằng ngoài cái không dễ thương của người đó ra, người đó còn cả một cái tổng thể tuyệt vời chưa khai thác được, mà chính người đó cũng không biết là họ có những cái giá trị như vậy nữa. Mình nhìn vào một người nào mà mình thấy có ưu, có khuyết, mình thấy những giới hạn yếu kém, đồng thời mình thấy những tinh hoa, những giá trị tuyệt vời, là một người có tuệ, có cái nhìn rộng rãi, là một người tu tập có phẩm chất. Còn mình nhìn vào một người nào mà mình thấy toàn là yếu kém, toàn là những vụng về thôi, thì mình có vấn đề. Ít nhất là mình đang bị phiền não khống chế.
Quý vị biết là khi mình bị tổn thương tâm lý đó, khi mình bị trầm cảm, nhìn mọi thứ đều bi quan, nhìn mọi đối tượng đều là tiêu cực, nhìn ai cũng là kẻ xấu xa và đáng tránh né. Nếu quý vị thấy mình có nằm trong cái tình trạng đó thì nên đi kiểm tra điện tâm hồn đồ đi. Tại vì điện tâm đồ là kiểm tra tim, còn điện tâm hồn đồ là kiểm tra tâm hồn của mình. Không biết là mình có cái máy đó hay không, để biết là mình đang có vấn đề hay không. Chứ hiện tại là mình nghĩ hắn là có vấn đề rồi đó, mình nghĩ những người xung quanh mình có vấn đề, nhưng mà Đức Phật nói mình có vấn đề. Mà thật ra không cần Đức Phật nói đâu, mình có tu luyện, mình có nhìn sâu là mình biết rằng có những lúc khác mình thấy người đó khác mà. Đó là những lúc mình ổn nhất. Cho nên các vị thiền sư khuyên chúng ta là chỉ nên tin tâm của mình khi mình đang ổn, quý vị. Khi mình đang vui cười, an nhiên tự tại, khi mình đang không bị phiền não khống chế. Còn khi mình đang có cảm xúc, khi mình giận hờn, khi mình nổi cơn, khi mình suy sụp tinh thần, đừng tin. Tất cả những gì mình thấy đều không chính xác. Nó là sản phẩm của sự sợ hãi, là sản phẩm của tâm tưởng, là sự hoảng loạn, mà Đức Phật gọi đó là mũi tên thứ hai. Có một người bắn mình một mũi tên rất là đau, nhưng mà chưa chết, là tại vì nó chưa trúng ngay tim. Nhưng mà nếu lúc đó bất thình lình có một mũi tên thứ hai nó bay tới và nó cắm ngay vị trí của mũi tên thứ nhất, thì cái đau đó không phải gấp hai lần, quý vị, trăm ngàn lần, thậm chí là nó có thể giết mình chết. Đức Phật nói mũi tên thứ nhất á, là do hoàn cảnh nó bắn ra, là những điều bất như ý trong đời sống lúc nào cũng có á, không bao giờ tránh né được. Nhưng mũi tên thứ hai á, không phải do hoàn cảnh bắn ra mà do chính chúng ta bắn ra. Tại sao vậy? Tại vì mình tưởng tượng, mình sợ hãi cho nên mình tưởng tượng. Người đó mới nói một câu như vậy là mình nghĩ người đó muốn hãm hại mình. Người đó mới làm một cái điều thiếu kiểm soát cảm xúc của họ là mình tưởng ngay là người đó muốn loại trừ mình, người đó muốn tiêu diệt mình. Mà trong khi thực tế là người đó không có nghĩ như vậy, người đó không có ác ý như vậy. Mà mình thấy như vậy nghĩa là mình có vấn đề, nghĩa là mình bị tâm tưởng khống chế, mình bị mũi tên thứ hai đang tấn công, đang làm khổ mình. Đức Phật nói kể cả những cái đau về cơ thể cũng vậy. Cái đau nó tăng quá quá nhanh, quá ngất ngưỡng là do chúng ta có vấn đề về tâm lý. Chúng ta hoảng loạn, chúng ta sợ hãi, cho nên làm cho cái đau nó tăng gấp nhiều lần. Khi quý vị thiền tọa, vì quan sát những cảm thọ của mình, nhận diện khi mà chúng ta ngồi thiền lâu thì chân nó tê, đau nhất. Quý vị sẽ ghi nhận rằng là cái đau chỉ là cái đau thôi, không cần phản ứng lên cái đau, thì cái đau này chỉ là cái đau. Không có đau khủng khiếp, đau thấy sợ, đau muốn gãi chân, đau muốn cưa chân, đau gì đó, đau đủ thứ kiểu để diễn đạt cái đau. Tất cả những cái đó là cho thêm, nêm nếm thêm, bỏ gia vị vào thêm, chứ cái đau bản chất của nó không là gì cả. Khi mình tập được như vậy, quý vị, cái đau chỉ là cái đau thôi. Không có thái độ bỏ vào trong cái đau đó, không có thêm mắm dặm muối vào cái đau, nhận diện mọi thứ đơn thuần, thì khi quý vị nhìn vào đời sống này, những điều bất như ý, những trái nghịch chỉ là những điều bất như ý, chỉ là những điều trái nghịch, chứ không phải đó là khổ. Đức Phật nói cuộc đời này là dukkha, mà dukkha có thể hiểu là khổ, nhưng mà cũng có thể hiểu là bất toại nguyện. Khi mình không chấp nhận những điều bất toại nguyện thì nó trở thành khổ, còn khi mình chấp nhận được thì hết khổ. Thank you.
Tôi xin lặp lại là những điều bất như ý, bất tùy nguyện trong cuộc đời này là luôn luôn có, nhưng nó sẽ không là khổ đau. Thí dụ bệnh cảm hay là nhức răng có thể làm cho một số người rất là khổ, nhưng mà không nhất thiết là hễ ai nhức răng hay cảm là khổ, phải không? Hoặc là có những người chỉ cần kẹt xe thôi là cũng khổ rồi, bực bội, căng thẳng, tức giận, nhưng mà đâu phải ai kẹt xe cũng khổ, phải không? Có người bị người thương mình hiểu lầm, khổ kinh khủng, kinh khủng khiếp. Nhưng mà có người người thương hiểu lầm thì chờ cơ hội để giải thích, giải bài, thấy thương, thấy tội nghiệp người ấy quá. Như vậy thì đâu phải cái khổ của người này là cái khổ chung của tất cả mọi người đâu. Là tại vì sao? Tại vì tâm mỗi người mỗi khác, cái thấy mỗi người mỗi khác, và điều đó nó quyết định nên khổ đau hay là không khổ đau. Cho nên khi tâm mình vững vàng, ổn định, mạnh mẽ thì mình nhìn thấy những điều bất như ý chỉ là những điều bất như ý, những điều bất tội nguyện chỉ là những điều bất tội nguyện, nó chẳng làm gì được ta cả. Còn nếu quý vị nói rằng trời ơi tôi khổ vì người này quá, tôi khổ vì cuộc sống hiện tại của tôi quá, nghĩa là quý vị đang chống lại đó, quý vị đang có phiền não đó, quý vị đang dùng tâm sân của mình để đối phó với người ấy, với phiền não đó, thu nó lại đi, đưa nó xuống đi, quan sát đi, quản lý nó đi, hoặc là ít nhất là đưa tâm mình quay về nương tựa trong những đề mục là hơi thở, là phòng xẹp đi, thì quý vị sẽ không còn thấy như vậy nữa. Cuộc đời là trước khác, mà cuộc đời cũng là xương khởi. Cuộc đời là bất tội nguyện, mà cuộc đời cũng là an lạc. Xương khởi là an lạc. Cuộc đời có thể là hạnh phúc, có thể là khổ đau, tùy vào cái thấy của chúng ta, tùy vào tâm thức của chúng ta. Cho nên thôi, đừng rượt đuổi nữa, đừng hơn thua nữa, đừng phân bua ai đúng ai sai nữa, đừng có loại trừ nữa. Hãy quay về nương tựa chính mình, quay vào bên trong, phát triển tâm bình an, giữ sự quân bình, giữ tâm trong sáng thuần khiết, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này vô cùng đáng sống, và những người thân yêu của chúng ta vô cùng đáng thương, cần được yêu thương nâng đỡ hơn là trừng phạt hay là muốn loại trừ. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.